Những tin chính sẽ có trong bản tin hậu trường bóng đá ngày 8 tháng 6. Tiết lộ cách sừng hồ của Công Phượng với vợ. Trọng Hoàng đi mua sắm, bị nhân viên chôn tới méo mặt. Công Phượng tự tay pha cà phê tặng người hâm mộ. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Công Phượng đã thoải mái hơn khi nhắc về người vợ Tô Ngọc Viên Minh của mình. Chuyện là rất nhiều người thắc mắc lý do vợ sắp cưới của Công Phượng không có mặt trong ngày khai trương quán cùng anh chàng để chung vui và giúp đỡ. Công Phượng liền trả lời ngắn gọn rằng: "Bạn ấy có việc bận rồi." Ngay lập tức, đồng chiều ngồi bên cạnh liền bắt sóng cực nhanh và trêu chọc cậu bạn: "Giờ này mà còn nói là bạn thì chết rồi." Cách cảm thán của Trần Hữu Đồng Chiều khiến Công Phượng thoáng bối rối nhưng vẫn mỉm cười. Anh chàng suy nghĩ vài giây rồi mới đáp lại bằng câu khẳng định: "Bạn đời mà." Cách nói bạn đời của Công Phượng khiến mọi người xung quanh đều bật cười thích thú. Còn những khán giả xem qua tin tức cũng phấn khích theo và để lại những bình luận khen anh chàng trả lời đáng yêu. Sau nhiều vất vả, Công Phượng cuối cùng cũng đã lập gia đình bên người bạn đời giỏi giang, xinh đẹp, được lòng mọi người. Bây giờ, các fan chỉ còn mong chờ đám cưới ấm cúng của cặp đôi nữa thôi. Trong giai đoạn dưỡng thương, Trọng Hoàng đã tranh thủ đi shopping. Tuy nhiên, anh đã nhận một cái kết khá hài hước. Anh kể lại câu chuyện, nắng nóng quá nên tìm mua cái mũ, mà không biết giới trẻ dạo này đang có mốt gì. Liền hỏi em bán hàng tư vấn, tầm tuổi anh hợp loại nào? Em ấy bảo thử ngay loại này, mũ chống hói đầu anh ạ. Thực chất, Trọng Hoàng bị hói. Anh cũng hay bị các đàn em trên tuyển trêu là anh Hoàng ít tóc. Dù không phải là người hay tự ti nhưng chắc chắn với lời tư vấn này sẽ khiến anh chàng khá nhột. Hiện tại thì Trọng Hoàng vẫn đang điều trị chấn thương và dự kiến sẽ mất khoảng 3 đến 4 tuần để có thể trở lại sân cỏ. Vài ngày sau sự kiện quan trọng nhất cuộc đời khi đính hôn với bạn gái Viên Minh, hôm qua ngày 7 tháng 6, Công Phượng cùng Đông Triều đã khai trương quán cà phê Ông Bầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng xuất hiện rất bảnh bao và giao lưu ký tặng người hâm mộ với những chiếc mũ mang thương hiệu cà phê Ông Bầu. Đặc biệt, anh chàng còn tự tay pha cà phê dành tặng cho người hâm mộ. Công Phượng là một người rất nghiện cà phê. Anh chia sẻ, mình thường bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê cho tỉnh táo rồi mới ra sân tập. Ngoài cà phê thì anh chàng cũng đang rất tâm huyết với việc kinh doanh hãng thời trang riêng cùng với người vợ sắp cưới của mình. Trên trang Instagram cá nhân, Khánh Linh, vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa chia sẻ một kỷ niệm con gái Sushi đã biết bò. Những hình ảnh đáng yêu này đã khiến cho Dũng Tư nở nụ cười rất tươi và hạnh phúc khi thấy con gái mình đã dần lớn theo từng ngày. Cũng trong tuần vừa rồi, sau khi kết thúc trận đấu tại V-League, gia đình Tiến Dũng cùng các cầu thủ Viettel đã lên phố ăn sữa chua sau những ngày hè nóng nực. Trên trang Facebook cá nhân, tiền vệ Than Quảng Ninh Nguyễn Hải Huy đã đăng tải thông báo trấn an người hâm mộ rằng ca mổ của anh đã thành công và tự tin sẽ sớm trở lại. Anh viết: "Ca mổ thành công, hiện tại mọi thứ với em đã ổn. Chấn thương là điều không ai mong muốn, em sẽ sớm trở lại thôi. Em xin gửi lời cảm ơn ban huấn luyện viên, hội cổ động viên Than Quảng Ninh, cảm ơn người hâm mộ, khán giả bóng đá cả nước, các cầu thủ, những người bạn đã gửi lời hỏi thăm động viên tới em. Hy vọng rằng tất cả lời chúc sẽ sớm thành sự thật." Trước đó, Hải Huy đã dính chấn thương nặng sau va chạm với cầu thủ Phạm Hoàng Lâm bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2020. Tiền vệ của Than Quảng Ninh bị gãy hai xương ống đồng và sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng 3 tháng. Trong khi đó, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phạm Hoàng Lâm cũng lên cáng rời sân vì vết rách tới tận xương. Câu lạc bộ Thanh Hóa đã nói lời chia tay với huấn luyện viên Fabio Lopez sau khi V-League 2020 mới chỉ trải qua 3 vòng đấu.
Đây rõ ràng là thông tin không quá bất ngờ với nhiều cổ động viên Thanh Hóa, vì huấn luyện viên Fabio Lopez có thành tích không tốt sau những trận đấu đã qua. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có phát biểu của ông Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch câu lạc bộ. Ông khẳng định 100% cầu thủ Thanh Hóa đồng ý sa thải huấn luyện viên người Italia sau cuộc họp kín với toàn đội. Huấn luyện viên Fabio thì không có mặt ở cuộc họp đội ấy. Nhiều thông tin cho biết ông đã biết trước số phận của mình, nhưng nhiều luồng tin khác cũng cho rằng sự mâu thuẫn giữa ông với phần còn lại của đội bóng đã đến mức không thể hàn gắn. Trở lại với con số 100%. Những gì người đứng đầu câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ cho thấy đây là một cuộc khảo sát, tất cả các thành viên đều có ý kiến. Hành động này gây nên nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng cho rằng đây là một hành động phản thầy của các cầu thủ câu lạc bộ Thanh Hóa. Câu lạc bộ Thanh Hóa được xem là lò xay huấn luyện viên trưởng. Kể từ năm 2015, Thanh Hóa thay đổi huấn luyện viên trưởng liên tục với 9 cái tên từng ngồi ghế nóng. Ngay sau khi sa thải huấn luyện viên Fabio Lopez, câu lạc bộ Thanh Hóa đã nhanh chóng bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công, cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại tin hậu trường ngày 8 tháng 6. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.